Ngọc Thơ, Thời báo .d kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Thiếu thuốc Vượng Vin bán lúa non, chỉ đủ cho VinFast đốt trong 9 tháng. Đầu năm 2023, VinHomes tổng kết họ tồn kho đến 66.000 tỷ đồng, tức tương đương với 2,7 tỷ đô la Mỹ, con số rất lớn. Được biết, hàng tồn kho của VinHomes chủ yếu nằm ở dự án VinHomes Grand Park, VinHomes Smart City, VinHomes Ocean Park, VinHomes Ocean Park 2 The Empire, VinHomes Ocean Park 3 The Crown. Điều đáng nói là hàng tồn kho của VinHomes trong năm 2022 tăng gấp 2 tới 3 lần so với năm 2021, lên tới mức 65.816 tỷ đồng. Hình ảnh VinHomes tồn kho dưới dạng dự án chưa hoàn thành. Mới đây, tập đoàn bất động sản khổng lồ châu Á CapitaLand cho biết họ đang đàm phán để mua lại tài sản trị giá 1,5 tỷ USD của công ty bất động sản niêm yết lớn nhất Việt Nam, Vinhomes JSC. Một trong những nguồn tin cho biết, CapitaLand đang xem xét mua một phần dự án thành phố nghỉ dưỡng Ocean Park 3 rộng 294 hectare gần Hà Nội, hoặc một dự án khác ở phía bắc thành phố Hải Phòng. Những dự án của VinHomes đang phát triển cần nhiều vốn với thành lập công ty VMI để dụ nhà đầu tư nhẹ dạ góp vốn vào, bởi Vingroup của ông Phạm Nhật Vượng đã bị đối vốn trầm trọng từ giữa năm 2022. VinFast thì vẫn ồn ào như mọi khi, nhưng nó đang là gánh nặng khủng khiếp đè lên vai tập đoàn Vingroup của ông Phạm Nhật Vượng. Từ trước tới giờ, VinHomes luôn bán dự án khi đã hoàn thành, chứ ít khi thấy doanh nghiệp này bán lúa non như trường hợp bán cho CapitaLand. Một khi đã bán lúa non thì phải chịu lỗ, bởi trong tình cảnh thị trường bất động sản đang đóng băng, nguồn vốn thì cạn, đối tác nước ngoài sẽ dựa vào đó mà ép. Hình ảnh ông Phạm Nhật Vượng bán lúa non. Khi thị trường bất động sản nóng, khách hàng tìm đến để đặt cọc trước giành suất, nhưng khi thị trường đóng băng, chẳng ai thèm bén mảng tới đặt mua. Khi thị trường nóng, các nhà kinh doanh bất động sản sẽ đặt nhiều căn để dành, khi nhà hoàn thiện thì bán lại kiếm lời. Thành phần trung gian này sẽ giúp cho VinHomes bán nhà rất nhanh. Tuy nhiên, khi mà thành phần đầu cơ này bị khủng hoảng kinh tế quật cho tơi tả, thì họ cũng chẳng còn tiền đâu mà ôm dự án. Từ bán lúa non là ngụ ý chủ nhân kẹt tiền bán sớm sản phẩm của mình khi nó chưa hoàn thành. Từ đầu năm 2023, VinHomes cho biết hàng tồn kho của họ lên đến 2,7 tỷ đô la. Việc tống hàng tồn kho đi để thu hồi vốn, giải quyết khó khăn được xem là giải pháp tốt nhất đối với VinHomes hiện nay. Theo báo cáo tài chính của VinFast thì lỗ lũy kế của hãng này vào cuối quý 3 2022 là gần 112.000 tỷ đồng, tức là 4,7 tỷ đô la. Lỗ ròng tính theo từng năm gần 19.000 tỷ đồng, gần 800 triệu đô la. Vào năm 2020, hơn 32.000 tỷ đồng, nghĩa là hơn 1,3 tỷ đô la. Vào năm 2021, hơn 34,5 nghìn tỷ đồng, hơn 1,4 tỷ đô la trong 9 tháng đầu năm 2022. Trong 9 tháng đầu năm 2022 mà VinFast đã lỗ hơn 1,4 tỷ đô la, trong khi đó bán những dự án có triển vọng sinh lời cho CapitaLand chỉ có 1,5 tỷ đô la, số tiền này chỉ đủ cho VinFast đốt trong 9 tháng. Như vậy nếu bán sạch hàng tồn kho là 2,7 tỷ đô la thì Vingroup cũng sẽ không cầm cự được bao lâu nữa. Hình ảnh trong 6 năm VinFast gây núi nợ 8,8 tỷ đô la. Tập đoàn Vingroup của ông Phạm Nhật Vượng này đang gặp đại nạn thật. Chưa có doanh nghiệp nào khởi nghiệp mà đốt tiền khủng khiếp như VinFast. Hiện nay VinFast đã nợ 8,8 tỷ đô la. Muốn giải tán VinFast cũng không được. Giải tán thì làm sao xử lý núi nợ khổng lồ này? Mà nếu tiếp tục theo đuổi VinFast thì nó lại gây thêm nợ. Rõ ràng ông Vượng đã lún quá sâu vào VinFast mà không thể rút chân ra được nữa. Nhìn kết quả kinh doanh của VinFast, người ta thấy doanh nghiệp này ngốn tiền ngày một tăng. Cả năm 2020 chỉ ngốn 0,8 tỷ đô, nhưng 9 tháng đầu năm 2022 nó đã ngốn 1,4 tỷ đô la. Với đà này, VinHomes dù có bán hết các dự án mà nó có thì cũng khó mà bù đắp cho VinFast đốt được nữa. Vingroup của ông Vượng đang chìm thật rồi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Thiếu thuốc, Vượng Vin bán lúa non, chỉ đủ cho VinFast đốt trong 9 tháng. Ngọc Thơ Thời báo.d kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin 2 lớp thòng lọng trên cổ VinFast, thòng lọng trong siết, thòng lọng ngoài thích, thoát đằng trời. Hiện nay, ngân hàng Credit Suisse của Thụy Sĩ gần như vỡ nợ. Vấn đề hiện nay là ngân hàng trung ương Thụy Sĩ thu xếp làm sao để bảo vệ quyền lợi khách hàng, chứ khó lòng mà cứu được Credit Suisse. Như vậy, khả năng cấp vốn của ngân hàng Credit Suisse cho doanh nghiệp là gần như không có. Được biết, ngày 13 tháng 7 năm 2022, VinFast đã ký thỏa thuận thu xếp vốn quốc tế với Credit Suisse và Citigroup trong việc tư vấn bảo lãnh cho các ngành giao dịch huy động vốn toàn cầu. Mỗi hợp đồng ký kết có giá trị tối thiểu khoảng 2 tỷ USD, tập trung vào các việc xây dựng nhà máy ở Bắc Carolina và các hoạt động đầu tư kinh doanh của VinFast tại thị trường Mỹ. Credit Suisse của Singapore cũng là ngân hàng thu xếp tài chính cho VinFast để xây dựng nhà máy tại Mỹ cùng Citigroup. Hình ảnh ngân hàng Credit Suisse xem như sụm. Sau khi Credit Suisse bên bờ vực sụp đổ, VinFast tuyên bố hoãn việc khởi công nhà máy tại Mỹ sang năm 2025. Đây là kế hoạch hoãn binh của VinFast để đợi vốn. Thông thường nếu Credit Suisse không có khả năng cấp vốn thì Citigroup sẽ cấp. Con số 2 tỷ đô la đủ để ông Phạm Nhật Vượng tiến hành xây dựng nhà máy đúng tiến độ, chứ không cần phải hoãn đến năm 2025. Với việc hoãn xây như thế, có thể cả Citigroup cũng không thu xếp được vốn cho VinFast. Phải nói rằng ông Vượng tính rất kỹ, ông tìm kiếm 3 nguồn cấp vốn tại nước ngoài. Thứ nhất, đó là ngân hàng Credit Suisse. Thứ nhì, đó là Citigroup. Và thứ ba là IPO trên thị trường chứng khoán Mỹ. Tuy nhiên, cho đến nay thì hồ sơ IPO vẫn còn đang bị ngâm, khả năng gọi vốn trên thị trường chứng khoán Mỹ vẫn bật vô âm tính, vậy thì lấy đâu ra hàng tỷ đô la Mỹ? Cho tới nay, VinFast có trụ sở chính tại Singapore, nhưng vận hành nhà máy tại Hải Phòng. Việc thu hút vốn ngoại vẫn chưa thể thực hiện được, và với tình hình như hiện nay, rất có thể là không hút được vốn ngoại. Vậy thì nhà máy tại Hải Phòng phải tiếp tục sống bằng tiền buôn đất của VinHomes và tiền lợi nhuận từ ngành bán lẻ VinCom Retail. Nguồn lợi từ VinCom Retail là rất nhỏ, chỉ vài ngàn tỷ mỗi năm, không đủ để VinFast đốt trong một quý. Còn VinHomes thì nay ôm đóng hàng tồn kho chưa biết đẩy đi bằng cách nào. Hình ảnh VinFast ký hợp đồng cấp vốn với Credit Suisse. Có thể nói, bài toán thu hút vốn ngoại của ông Phạm Nhật Vượng đang bị đứng tại chỗ, không biết đến khi nào mới khai thông. Theo lẽ thông thường, hút vốn ngoại không được thì quay vào trong hút vốn nội. Tuy nhiên, việc hút vốn nội hiện nay cũng gặp vô vàn khó khăn khi mà thị trường chứng khoán là nơi có nguy cơ bị dính đến luật pháp. Trước đây, Vingroup, VinHomes, VinCom Retail đều hút vốn thị trường chứng khoán Việt Nam. Họ là doanh nghiệp có vốn hóa lớn bậc nhất Việt Nam từ nhiều năm qua. Tuy nhiên, từ khi ông Trịnh Văn Quyết, ông Đỗ Anh Dũng và bà Trương Mỹ Lan bị bắt, ông Phạm Nhật Vượng không dám gọi thêm vốn trên thị trường này nữa. Ông quay sang lập công ty VMI để tìm cách gọi vốn. Cách này cũng tương tự như phát hành trái phiếu trên thị trường. Mới đây, ông Phạm Nhật Vượng cho thành lập công ty taxi, vừa để giải quyết hàng ế, vừa để thu tiền. Tuy nhiên, việc thu tiền qua cách kinh doanh cho thuê xe như thế này được xem là lượm bạc cắt, không nhằm nhò gì cả so với nhu cầu vốn của VinFast hiện nay. Theo nguồn tin riêng từ trong Vin cho biết, Vin hiện nay gần như bị bít hết mọi đường gọi vốn. Vin như là con gấu ngủ đông, hiện đang dùng lớp mỡ của nó để cung cấp năng lượng cầm chừng, để tồn tại qua ngày. Ông Phạm Nhật Vượng đang mong mùa đông mau qua, để ông có cơ hội ăn nhiều để tích mỡ, nhưng xem ra mùa đông không biết bao giờ mới kết thúc. Bởi các chuyên gia dự đoán ít nhất đến năm 2024 mới có thể hy vọng tan băng bất động sản. Như vậy là con gấu Vingroup khó lòng có đủ mỡ để sống sót qua mùa đông khắc nghiệt này. VinFast đang bị trồng hai thòng lọng, tín dụng quốc tế và tín dụng trong nước đều đang cạn, rất khó để tồn tại tiếp. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo.d với bản tin 2 lớp thòng lọng trên cổ VinFast, thòng lọng trong siết, thòng lọng ngoài thích, thoát đằng trời. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ, Thời báo.d